Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình mới đi bãi về thì được mới hàng ha các bạn. Hôm nay mình quay mình chia sẻ đến các bạn ha. Thì bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình. Trước khi xem video các bạn nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Để khi mình đăng video thì các bạn có thể cập nhật những video mới nhất từ mình ha. Rồi, thì đầu tiên là 5 cây cưa ha các bạn. 5 cây cưa này hiệu Hitachi. 5 cây cưa hiệu Hitachi điện 100V nha các bạn. Và lưỡi 190. Lưỡi 190 hết nha các bạn. Đó. Thì giờ mình sẽ đi, mình sẽ chi tiết từng con cho các bạn xem nha. Đây, đầu tiên con Hitachi. Mấy con này cực kỳ mới luôn nha các bạn. Và mấy con này là mình làm lại hết rồi, thắng đầy đủ ha. Đó, mấy con này cũng còn rất đẹp. Model nó đây các bạn. Ha. C7MB2 ha, điện 100V ha. 1140W. Nó cắt được cái lưỡi từ 180 đến 190 nha các bạn. Và độ dài, độ sâu nhất nó có thể cắt được là 68 nha. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Để mình quay tổng thể cái lưỡi cho bạn xem ha. Cái máy cho bạn xem. Đây là. Đó, dưới đây là cái đế nè. Quay đế nha. Rồi ok. Đó, tổng thể cái máy đó các bạn. Đầy đủ hết ha. Rồi, test thử cho các bạn xem luôn. Điện 100V nha các bạn. Đó, con này có đèn luôn ha. Tắt mở đèn đó ha. Rồi. Đó. Thắng rất là ok luôn ha. Đó. Rồi ok. Thì mấy con này mình sẽ có lữ kèm theo hết nha các bạn. Lữ bãi nha các bạn. Lữ bãi mình sẽ kèm theo mấy con này hết nha. Mình lúc mình vệ sinh mình tháo ra rồi thì khi mà mình các bạn mua thì mình sẽ kèm theo cái lữ này cho các bạn ha. Lữ cũ, lữ bãi. Ok. Ok, cây đầu tiên và tiếp theo cây thứ hai ha. Mình có 3 cây giống nhau C7UB2 hết nha các bạn. C7MB2 ha. Hai cây C7MB2, một cây một. Rồi tiếp theo cái này đi. C7MB2 ha. Đó, giống như vậy luôn nha, giống như con số 1 luôn ha các bạn. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Đó, cái đế nhôm sáng bóng ha. Đều và đẹp nữa. Rồi, tổng thể quay cho các bạn xem nè. Ha. Rồi ok, mình sẽ test thử cho bạn xem nha các bạn. Thì mấy con này hạ lưỡi, hạ lên xuống, hạ nghiêng đều đầy đủ nha, đèn đầy đủ nha các bạn. Đó, tắt mở ha. Rồi ok. Ha, rất ok nha các bạn. Đó. Rồi. Ok, đó con thứ hai nha các bạn. Thì mấy con này thì 5 con này mình để giá 1 triệu một con nha các bạn. Thì bạn nào mua thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ để số điện thoại dưới bên dưới ha. Rồi tiếp theo. Một con Hitachi luôn. C7UB2 ha. Nó cũng điện 100V 50 đến 60Hz ha. 1140W. 5.000 vòng trên 1 phút nha các bạn. Lưỡi 180 đến 190. Đó. Khá đẹp. Đây tổng thể ha. À, cái đế đây các bạn thấy nè. Con này cái đế nó có đá ra đá vô nè các bạn. Cái cây này đá ra đá vô được nè. Mình không biết để làm gì nè. Nhưng mà con đó thì nó có. Rồi ok, mình sẽ test điện cho bạn xem. Đèn đầy đủ nha các bạn. Đó. Đó. Con này thắng đều rất là ok nha. Rồi, xong con số 2 nha các bạn. Số 3 nha các bạn. Rồi, tiếp theo con số 4. Số 4 con này thì tem nó hơi bị chóc xíu. C7MB4 nha. Con này cũng 1140W.
5.000 vòng trên 1 phút, lưỡi 180 đến 190. 5 con này đều lưỡi 190 hết nha các bạn. Đó. Ngoại hình thì cũng còn khá đẹp nha các bạn. Đó. Rất là đẹp luôn, mấy con này, 5 con này là hàng tiễn không á. Nên da nên đẹp nha các bạn. Rồi ok. Nó đèn đầy đủ nha các bạn. Con này thắng là rất là ngon luôn. Ok, mấy con này đều có tặng kèm lưỡi hết nha các bạn. Tặng kèm lưỡi bảy nè, lưỡi này nè các bạn. Đó, đóng lưỡi nè, 5 cái lưỡi nè. Mấy lưỡi này cũng xét rồi nhưng mà lưỡi còn găng còn rất là im nha. Rồi ok, con cuối cùng nha các bạn. Con cuối cùng là con cũng C7 MB4 luôn nha các bạn. Đó. Lưỡi 190 ha, 1140W, 5.000 vòng trên phút. Đó. Về ngoại hình thì mấy con này là đẹp, rất là đẹp luôn nha bạn. Đó. Đế này đế nhôm, thẳng băng rất là đẹp luôn. Rồi, ok, mình sẽ test con này luôn. Thì mấy con này đồng giá, các bạn nào mua thì cứ liên hệ ha. Tắt mở đèn cho nó. Đèn cực kỳ sáng luôn nha các bạn. Ok. Rồi, đó là 5 con cưa nha các bạn. Thì mấy con này thì đồng giá 1 triệu một con hết nha các bạn. Thì bạn nào lấy thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại mình 0908875468 ha. Rồi. Ở đây thì cũng có mấy con mình cũng mới về đây. Hàng này mới về, mình chưa làm. Mấy con cưa thì làm rồi, nhưng mấy con bắn đinh thì chưa làm. Để mấy con này chắc mình sẽ làm một cái video sau, mình giới thiệu mình bán nha các bạn. Đó. Hai con đinh ép nè, một con đinh cuộn Makita nè. Đó, đinh cuộn. Ở đây một con đinh cuộn nữa nè. Đó. Này con đinh ép nè, đẹp long lanh nè, long lanh luôn. Con này thì giá cũng cao lắm nha các bạn. Đó, nhưng mấy con này mình chưa làm hết các bạn. Để mình sẽ làm. Đó. Long lanh luôn. Còn mấy con thường mấy con có thùng là nó long lanh nè các bạn, tại nó vận chuyển về đây nó có thùng nó bảo vệ. Đó. Ok. Thì hôm nay mình chỉ được một nhiêu hàng đây thôi. Các bạn nào mua cứ liên hệ với mình. Mình sẽ để số điện thoại ở dưới ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chào tạm biệt các bạn.